Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng và Tuyết Nha. Thưa quý vị, bản tin liên quan tới Hoa Kỳ, nghi phạm nổ súng tại Kentucky tiếp tục bị truy lùng. Người đàn ông bị tình nghi nổ súng vào những chiếc xe đang chạy dọc theo xa lộ liên tiểu bang 75 ở khu vực nông thôn Kentucky đã bỏ trốn sau cuộc truy lùng kéo dài 48 tiếng đồng hồ của nhiều cơ quan thi hành pháp luật qua địa hình rừng rậm hiểm trở. Cảnh sát Kentucky dẫn đầu truy lùng nghi phạm Joseph Couch, 32 tuổi, sau khi tìm thấy chiếc xe được ghi danh cho anh ta và khẩu súng trường kiểu AR gần địa điểm xảy ra vụ nổ súng, cách thành phố London phía đông nam Kentucky khoảng 8 dặm. 5 người bị thương trong vụ nổ súng và đang trong tình trạng ổn định. Một nạn nhân bị bắn vào mặt và một nạn nhân khác thì bị bắn vào cánh tay. Phát ngôn nhân cảnh sát tiểu bang Kentucky nói với phóng viên vào thứ Hai, nhà chức trách hy vọng rằng Couch sẽ kiệt sức sau nhiều ngày trốn chạy và sẽ ra tự thú. Ông nói thêm Couch được cho đã mua vũ khí và đạn dược vào thứ Bảy. Đại úy cảnh sát trưởng là tại Charles Grail của Laurel đã nói với phóng viên trong cuộc họp báo ngay sau ngày Chủ nhật vừa qua như trên. Kính mời quý vị quay sang phần tin. Joseph Borrell cho biết EU sẵn sàng cung cấp năng lực hậu cần để mở lại biên giới Rafah. Trong chuyến thăm cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Ai Cập, trưởng ban chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell đã cho biết hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 9, rằng Liên minh châu Âu sẵn sàng tận dụng hậu cần của mình để hỗ trợ mở lại cửa khẩu biên giới. Borrell đã tham quan các hoạt động biên giới do Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập chỉ đạo và gặp gỡ tại Cairo với Tổng thống nước này là Abdel Fattah al-Sisi. Borrell cũng đã đề cập đến các lệnh trừng phạt để đề xuất đối với các bộ trưởng, cơ quan và tổ chức có liên quan đến việc mở rộng bất hợp pháp các thuộc địa ở bờ Tây. Borrell đã công bố các lệnh trừng phạt được đề xuất vào tuần trước và mặc dù ông không nêu tên các bộ trưởng trong những tuần gần đây, ông đã công khai chỉ trích Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich của Israel vì những tuyên bố mà ông mô tả là nham hiểm và kích động tội ác chiến tranh. Người dân Khan Yunis và các gia đình phải di dời khỏi Rafah, tiếp tục đổ xô đến các cơ sở y tế, đưa con cái của họ đi tiêm vaccine phòng bại liệt. Taylor Swift và Travis Scott chiếm trọn sự chú ý tại US Open khi Chinese Singer dễ dàng giành chiến thắng 6-3 sau 47 năm trước Tyler Fritz trong trận chung kết đơn nam US Open vào ngày 8 tháng 9. Phần lớn sự chú ý của giới truyền thông lại tập trung vào chuyện tình lãng mạn đang diễn ra giữa cô ca sĩ Taylor Swift và tiền vệ biên của Kansas City Chiefs Travis Scott trên khán đài. Trong khi Fritz không trở thành cầu thủ Hoa Kỳ đầu tiên giành chức vô địch từ năm 2003, thì đôi này đã thể hiện mục tiêu mối quan hệ khi họ quyến rũ khán giả trên toàn thế giới. Đi cùng họ là tiền vệ của Scholes và họ là Patrick Mahomes cùng với vợ Brittany, với đôi Charles tận dụng tối đa một ngày Chủ nhật hiếm hoi không có thi đấu vào tháng 9. Trong khi đó, người chiến thắng giải Oscar Matthew McConaughey đã thử thách kỹ năng chơi cùng vợt của mình kết hợp với cựu Á quân Wimbledon là Nick Kyrgios ngay trước trận đấu với Arthur Ashe. Quay sang phần tin, Tòa Bạch Ốc theo dõi các vụ cháy ở California, Nevada. Tòa Bạch Ốc đã cho biết vào ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 9 rằng họ đang theo dõi các vụ cháy rừng ở California và Nevada khi lính cứu hỏa đang vật lộn để dập tắt đám cháy. Theo chính quyền địa phương, các đám cháy đang bùng phát ở quận San Bernardino, Nam California, đang gây nguy hiểm cho hàng ngàn công trình. Đám cháy Lai bắt đầu vào tuần trước khi nhiệt độ cao và điều kiện khô càng khiến hơn 20.000 mẫu anh bị thiêu rụi. Thống đốc California ông Gavin Newsom đã ban hành tình trạng khẩn cấp cho quận San Bernardino vào ngày thứ Bảy và lệnh sơ tán đã được ban hành cho cư dân nằm trên đường dự kiến của đám cháy. Lính cứu hỏa cũng đang tìm cách dập tắt đám cháy ở Boyles ở phía tây nam Clear Lake và đám cháy Bridge ở rừng quốc gia Angeles phía bắc Los Angeles. Tại Nevada, một đám cháy rừng do gió mạnh thổi bùng đã thiêu rụi các khu rừng rậm ở phía nam Reno. Theo báo cáo, 6.500 mẫu anh đã bị thiêu rụi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam hội đàm ký kết tuyên bố tầm nhìn chung.
Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tổ chức hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Ngũ Giác Đài. Hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung mới về quốc phòng trong nỗ lực tăng cường bang giao song phương. Trong bài phát biểu sau lễ đón ông Giang, thì ông Austin gửi lời chia buồn tới Việt Nam về những người thiệt mạng trong trận bão Yagi cuối tuần vừa qua, mở lời trợ giúp cho phía Việt Nam. Chúng tôi khen ngợi quý vị về công việc tuyệt vời mà Việt Nam đã làm để ứng phó với thảm kịch khủng khiếp này. Xin hãy cho chúng tôi biết nếu như Hoa Kỳ có thể hỗ trợ bằng bất cứ cách nào cho quý vị. Theo như bài phát biểu của ông trong thông báo từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo quốc phòng đã nhắc lại chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái và hai bên đã nâng bang giao lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Và sau đây là bản tin cuối trong chương trình. Carolina Herrera tôn vinh kỷ nguyên của người phụ nữ tự tin quyền lực với bộ sưu tập mới. Giám đốc sáng tạo của Carolina Herrera, Wes Corden, đã kết hợp sự đơn giản của đơn sắc với sự rực rỡ của bảng màu được chọn lọc cho bộ sưu tập ra mắt mùa xuân năm 2025 của mình tại tuần lễ thời trang New York vào thứ Hai ngày 9 tháng 9. Trong 62 kiểu dáng, Gordon hy vọng sẽ gợi lên một cách tiếp cận vui tươi cho cả trang phục ban ngày và buổi tối. Tôi thấy mình đang theo đuổi sự ngạc nhiên và nếu có quá nhiều tiếng ồn, bạn không thể nghe thấy sự ngạc nhiên. Vì vậy, khi thử đồ, tôi đã cởi bỏ, cắt giảm, thực sự đi đến cốt lõi thuần túy về mặt kiến trúc, cấu trúc vẫn rất là nữ tính. Tôi không muốn trang phục quá cầu kỳ. Gordon đã cho biết anh muốn trang phục phải gây ấn tượng, như anh đã mô tả về một trong những kiểu dáng yêu thích của mình trong dòng sản phẩm này. Một chiếc váy bút chì thêu với phần áo xếp nếp màu đen này dài đến một bông hồng lớn ở một bên vai, thực sự là minh chứng cho những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời mà tôi làm việc cùng trong xưởng may của chúng tôi. Những người đã tự tay xếp nếp và tạo hình một bông hồng trên vải. Nhà thiết kế đến từ New York đã cho biết anh đã thử thách bản thân bằng cách giới hạn bộ sưu tập chỉ với 4 màu. Nửa đầu của chương trình chỉ có màu đen và trắng, sau đó chuyển sang sự nở rộ của màu sắc. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay của đài IBC. Vậy một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đưa con em của mình đến vui Tết Trung Thu tại chùa Điều Ngự từ 3 giờ chiều vào Chủ nhật cuối tuần này. Nhưng thưa quý vị, ngày 15 Tây tháng 9, chương trình sẽ được diễn ra ngay bên trong hội trường. Cho nên quý vị không có phải lo lắng là các con sẽ đứng ở nắng ở ngoài trời v.v. Và chương trình cũng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các em, như là miễn phí trò chơi, miễn phí bánh trung thu, miễn phí lồng đèn, miễn phí thú nhồi bông, rồi miễn phí trà sữa v.v. thưa quý vị. Với những phần trình diễn đặc sắc từ các em thiếu nhi, gia đình Phật tử Điều Ngự, gia đình Phật tử miền Quảng Đức, rồi câu lạc bộ tình nghệ sĩ, hoa hậu từ thiện nhóm Ba Âm, ca nghệ sĩ trình diễn cùng với ảo thuật vui, biểu diễn võ thuật Thiếu Lâm. Tất cả mọi người cùng đến đây, từ phụ huynh cho tới các em đều tham gia thi để bốc thăm trúng thưởng. Các em nhỏ đều có thể tham gia thi vẽ tranh với nhiều lứa tuổi khác nhau, thi mặc trang phục Việt Nam thật là đẹp, rồi thi đối vui có thưởng và thi thiết kế hoặc là trang trí lồng đèn trung thu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5400. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán thính giả được vô lượng an lạc.